Đây, chắc là nguyên ngày hôm qua rồi, trời mưa rồi, với lại hơi sốt sốt nữa, ở nhà tù túng quá, cho nên hôm nay cũng là mưa lớn hơn đó, nhưng mà cho em nó đi chơi một chút, cho nó thông thoáng rồi về nhà ăn cơm. Cần cần đó. Đang lựa cam. Tự nhiên rồi đi ra không chịu đi ra ngoài kia chơi chịu ra, tự nhiên lấy trái cam rồi vô đây nè. Bệnh mặt nó xanh xao.